con nước không à. Ba nào cô? Nếu có ướt đồ cũng không. Rửa đồ ăn hay gì vậy? Dạ. Người ta thanh toán cho em luôn rồi, cót luôn ha. Ừ. Dạ. Mình chỉ cần lấy thôi. Dạ. Rồi, rồi, em cảm ơn nha. Dạ, dạ. Rồi thì mình vừa mới đi về, đây là món quà của fan gửi cho mình nha các bạn. Thật sự là mình rất là vui luôn và rất là sung sướng luôn khi mà lần đầu tiên mình nhận được quà từ fan nha. Phải chi bạn fan nào thì cũng tặng quà tôi như thế này thì tôi rất là vui luôn á. Để tôi bây giờ tôi sẽ mở cho các bạn xem có bên trong nó là cái gì ha. Bạn này thì đóng gói tôi rất là kỹ luôn nè các bạn. Đó một cái thùng xốp nha. À, và ở bên ngoài thì bọc thêm một cái miếng bọc ni lông rất là dài luôn nè. Cái bọc này thì tôi nghĩ là nó cũng khoảng mười mấy hai chục ký thôi. Cái bọc này bự lắm nha. Rồi để bây giờ tôi sẽ mở ra cho các bạn xem là cái ông này ông gửi tôi cái gì nha. Trước tiên thì mình sẽ mở ra. Bạn này bạn gửi cho tôi á, bản tiền ship á và bạn trả tôi luôn các bạn. Ghê thiệt chứ, đúng là VIP Pro mà. Nói chung thì bạn này rất là giàu nha. Rồi bây giờ tôi sẽ mở ra nha các bạn. Thì cái bạn này á, bạn ở An Giang nha các bạn. Cũng gần sát bên luôn. Gửi hôm qua, hôm nay nhận được liền luôn các bạn. Để bây giờ tôi sẽ mở ra nha. Tôi thấy mới đầu bị gỉ nước rồi. Cái cô đó cũng nói tôi á là em ơi em lên em coi nè, hình như nó chảy nước cái gì rồi đó. Thì tôi mới lên thì tôi thấy chảy nước thiệt các bạn. Bây giờ tôi sẽ mở ra nha các bạn. Như là bạn tặng tôi là cá với rùa. Bạn có nói tôi là bạn tặng tôi cá với rùa nha. Đây. Ô. Đây là rùa nha các bạn. Vậy lúc trước tôi cũng có nuôi rùa rồi nhưng mà tôi nuôi không có được các bạn. Bây giờ bạn này bạn gửi tôi hai con rùa nha. Nghe nói bạn này bạn đi học á, cho nên là bạn không có thời gian bạn nuôi nên là bạn gửi cho mình nuôi. Đó. Để mình coi này rùa gì nha. Bỏ trong một cái hộp như thế này nè. Thường thường mình thấy người ta nuôi rùa người ta sẽ bỏ cái người ta xếp rùa người ta sẽ bỏ cái lá ở dưới cho nó uống nước đó các bạn. Để coi bạn này đang để cái gì nha. Bạn có làm cái lỗ nè các bạn để cho nó thở nè. Cái này chắc là cái hộp đựng súp đựng cháo quá. Nó lật luôn rồi. Không sao, sao. Đây các bạn. Đây là một con rùa nha. Này là rùa đá nha các bạn. Còn này là cây gông đuôi chó. Đây. Một con rùa đá. Rất là cute luôn. Nghe nói mấy cái size này rất là khó nuôi luôn các bạn. Nghe nói nó nhỏ gì đó hay bị bệnh á. Đạt cũng không biết nữa. Nhưng mà Đạt nghĩ là Đạt nuôi được nha. À, nghe nói đâu là mình phải để nó ở trong một cái chỗ mà nó phải gọi là ban đêm á, mà nó không có gió thì con rùa của mình nó sẽ không bị phổi các bạn. Phổi thì khó trị lắm, nghe đâu là vậy đó, nhưng mà tôi cũng không rành lắm nha. Để tôi coi đây là con rùa gì nè các bạn. Chắc cũng là con rùa giống không đó thôi. Đúng rồi chắc rồi. Nè nó có cái lỗ mà thấy. Tôi mở ra coi thử coi. Đây đúng rồi. Này là cũng con rùa đó luôn nha. Đây. Rất là dễ thương luôn rồi. À dễ thương ha. Ở đây trong đây thì có một cây này là cây gông la hán nha. Rồi. Đây là hai con rùa bạn tặng cho tôi. Rồi tiếp theo là nhân vật chính nha bạn ơi. Đây là con cá sấu quả tiễn. Trời ơi, đúng bọc rồi các bạn ơi.
chảy nước rồi, chảy nước rồi. Ôi, con này hạm như tôi nói rồi, mấy con này chơi nó cực lắm các bạn. Ship mới có một bữa mà nó chảy nước như thế này rồi đó, mà ship nhiều bữa nữa tôi không biết ra sao. Con này các bạn, nó có một cái hàm răng rất là sắc và bén luôn, nó chỉ cần cắn nhẹ một phát thôi là cái bọc nó lủng. Con này cũng như con la hán vậy đó, bởi vậy những cái người mà ta ship cá người ta rất là sợ những con này. Đi một ngày thôi người ta cũng cảm giác ta rất là sợ các bạn. Cái bạn này thì tôi thấy là bạn đóng là bạn có quấn băng keo ở bên trong nữa hay gì nè. Tôi thấy cũng khá là cứng nha các bạn, vậy mà nó vẫn chảy bình thường nè các bạn, thấy một đống nước không? Rồi để bây giờ tôi sẽ mở con này ra nha. Con này nó cắn ghê lắm các bạn. Mà cái miệng nó như con cá sấu ha. Hồi đó mình nuôi cá sấu mình cũng biết mà. Mà nhìn con này y như con cá liềm kìm nha các bạn. Liềm kìm nhưng mà không phải liềm kìm. Ừ. Cái con này là con mỏ vịt gì ta? Cá sấu. Cá sấu mỏ vịt nhưng mà cái đuôi nó, cái này không biết là phải cá sấu mỏ vịt bông không các bạn. Mình thì biết là cá sấu mỏ vịt đó, nhưng mà nó còn cái tên gọi nữa các bạn. Hồi lúc trước Đạt cũng có đi tham quan ở chỗ kia kìa, chỗ của anh Mini Coi các bạn, thì ảnh ở đó anh có hai dòng cá. Cá sấu hoa tiễn á, thì có một cái con lấp bông, có cái gì cá sấu bông gì đó. Cái con kia là cũng là cá gì anh? Cá sấu mỏ vịt và cá sấu bông á. Cá đó em nuôi với ngàn năm rồi đó. À, nó lành tính hơn hay sao anh? Không phải lành tính mà nó sức lớn nó chậm lắm. Kiểu nó không lớn nhanh. Dạ, con đó thì chắc nó rẻ hơn hay sao anh? Không, nó mắc hơn. Mắc hơn tại nó đẹp. Mình nó có bông á. Dạ. Lần đó thì ảnh giới thiệu mình có lấp bông mà không biết con này là con gì ha. Tôi cũng không rành nữa các bạn. Xin lỗi các bạn rất là nhiều luôn, khi mà tôi không có thể nào mà tôi giữ được nguyên cái cặp này các bạn ơi. Ở đây hôm trước tôi có nuôi một cái con cá lóc mà tôi ghép cặp ở trong đây nè các bạn. Tôi thả hai con cá chống mái vào, tôi đã bỏ, tôi nhìn rất là kỹ luôn, rõ ràng nó là chống mái bình thường. Và khi mà tôi bỏ vô đây thì tôi cảm nhận là nó rất là bình thường, nó không có chuyện gì xảy ra cả. Thì tôi cứ nghĩ là ồ chắc mình thành công rồi các bạn ơi. Mình cũng đoán là như thế đó. Bỏ vô nha. Ôi, chưa gì hết mà thành công rồi hả? Và không thấy chuyện gì xảy ra cả. Mình cũng thấy là bỏ gông bèo này kia vô thì thấy là nó cũng rất là bình thường. Con này nếp con kia thì nằm một chỗ thì thấy cũng chả sao hết cả. Nhưng mà khi mà Đạt quay lại vào ngày hôm sau thì cái con cá của Đạt á các bạn, một con thì nó chạy thôi kinh khủng luôn, còn cái con còn lại thì nó rất là bình thường. Nó cắn đó các bạn. Và nó cắn xong thì cái con cá kia nó đi luôn các bạn ơi. Nói chung là hai con thì Đạt chỉ còn lại một con thôi. Kinh nghiệm của Đạt, Đạt sai ở một chỗ là Đạt dùng một cái hồ quá là bé các bạn ơi. Đáng lẽ là tính ở đây là Đạt đã là nuôi cái con cá, hai con cá, một con vây xanh ở bên đây, có trống bên đây, mái bên đây. Nhưng mà một cái thằng, nói chung là có một cái thằng em nó giao lưu với Đạt, nó gửi cái con, nó gửi con cá này cho Đạt và Đạt giao lưu với nó là con cá khác á các bạn. Nên là bây giờ đã không có hồ, bởi vì đã mới đợi để đỡ ở đây nè, đã mới bỏ thử con cá lóc bên đây mà không ngờ nó cắn nhau luôn các bạn. Nếu mà tôi biết trước nó cắn là tôi sẽ không bao giờ tôi bỏ vô đây đâu. Thì bây giờ tôi sẽ thả cái con cá này qua trong cái hồ kiến nha các bạn, nuôi chung với cái con cá la hán của tôi nha. Thì nói chung ghép cặp á thì mai mốt tôi sẽ ghép lại sao các bạn ơi. Nói chung á khi mà mình thả cá thì mình phải chống mái, mình phải bỏ riêng, mình để xem có phản ứng của nó như thế nào, coi nó ok không thì mình mới thả chung với nhau nha các bạn. Chứ thật sự ra Đạt thất bại các bạn ơi. Rồi bây giờ thì Đạt sẽ thả con cá này vô nha. Nhưng mà Đạt chắc là Đạt để nước cũ luôn á các bạn, chứ nước Đạt không dám bắt cái con cá này các bạn ơi. Thì các bạn cũng thông cảm với Đạt nha. Đạt nghĩ là khi mà bỏ vô đây thì có cái lọc bio này nè, nó sẽ lọc nước cũng không sao đâu. Thôi bây giờ thì mình sẽ thả vô nha. Thì nghe đâu kích thước nó còn bự nữa các bạn. Cho nên là ta thấy là ở đây thì có cái miếng kiến nè. Miếng kiến này thì khá là bé với nó luôn các bạn ơi. Lúc trước khi mà Đạt ghép cặp thì Đạt để một cái chỗ khá là bé để cho tụi lóc nó quen nhau này kia đó các bạn. Đạt nghĩ là chỗ nhỏ thì cá lóc sẽ ok nhất. Nhưng mà hôm nay khi mà Đạt nuôi cái con cá này rồi, con cá sấu hoa tiễn này nè, thì bây giờ Đạt nghĩ lại là Đạt sẽ cho nó qua đây chút xíu nha các bạn, để cho cái con cá này nó phát triển nha. Chứ cái chỗ này thì khá là chật với nó, và cái mình nó rất là dài, nó không có bự nhưng mà nó rất là dài, nên là mình cũng phải có cái không gian cho nó hơi rộng rộng chút xíu thì nó sẽ ổn hơn nha các bạn.
Hai con này mà bỏ chung nhau thì tôi nghĩ nó cũng sẽ cắn đó các bạn. Tại vì ở đây có miếng kiến thì nó cũng đỡ được biết bao nhiêu nha. Rồi bây giờ thì tôi sẽ kéo cái miếng kiến này qua một chút xíu để cho nó có thể bơi lội tung tăng hơn nha các bạn. Ui, ui giời ơi. Rồi tôi đang kéo qua các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ đậy lên nha các bạn. Chứ mình để như thế này thì mình sợ nó phóng ra ngoài á. Không biết cái con cá này khi mà nó mới về nó có phóng không thì mình cũng không biết nữa. Nên là mình đậy vô chắc ăn các bạn ơi. Mình đậy như thế này nè, rồi mình lấy cái cục gạch á, mình dặn lên thì nó sẽ chắc ăn nhất nha. Chứ không có cục gạch á thì nó vẫn phóng được như bình thường. Giống như con cá lóc ở bên đây cũng vậy. Khi mà Đạt nuôi nó trong đây thì Đạt cũng phải có một cái tấm lưới như thế này. Và bên đây thì đã có cục gạch đặt chặn nó lại để tránh trường hợp á, nhiều khi nó thấy nó sẽ không phóng đâu, tại vì nó quen cái hồ của mình rồi nó sẽ không phóng nữa. Nhiều khi nó thấy những cái con gì nó bay bay, nhiều khi cái nó phóng lên đó các bạn thì nó sẽ phóng ra, chắc chắn nó cũng sẽ có phóng đó, nhưng mà mình đậy lại chắc ăn nhất nha các bạn. Con này hồi lúc đầu á thì nó cũng không dạng đâu các bạn, nó cũng nằm đá như những con cá kia thôi, nhưng mà được cái bàn tay của Đạt, chăm sóc của Đạt thì cuối cùng nó cũng đã dạng rồi nha. Con này thì đến ngày hôm nay thì mình vẫn chưa thay nước nha. Và đối với những cái bạn nào mà muốn chơi cá mà không thay nước á, đỡ phải thay nước nhiều nhất á, thì các bạn nên chơi cái dòng lóc này. Thì cái dòng lóc này Đạt thấy là rất là ok luôn các bạn, khi mà mình đỡ tốn thời gian thay nước nữa. Cái này Đạt nghĩ là hơn một tháng trời Đạt chưa thay nước nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, ở trong thì các bạn thấy là Đạt có mấy cái này, mấy cọng rong á các bạn, mà nó bị kiểu như nó hư á, rồi nó thành một cái lớp đó luôn, nói chung là thành một cái giống như một cái đống gác trong cái hồ cá rồi đó các bạn. Thì tôi vẫn chưa dọn luôn nha, nhưng mà con cá lóc nó vẫn rất là khỏe luôn các bạn đó. Nói chung là cái lóc mình cũng hạn chế cái việc thay nước á, nhiều khi mình thay nước á nó thấy cái môi trường khác á, cái nó bị nhét các bạn. Cái con này thì mình vẫn chưa thay nước nha, cũng chưa có xem chống mái nữa các bạn. Và nếu như các bạn muốn xem chống mái á thì các bạn sẽ nhìn xuống cái hậu môn của nó, hậu môn nó ngay cái viền dưới đây nè, nó sẽ có một cái hậu môn. Thì con đực á thì nó sẽ có là 2 chấm nha, và con cái thì nó sẽ có 1 chấm. Nếu mà nhìn kỹ thì bây giờ tôi thấy nó là nó có hình như là 1 chấm mà các bạn ơi, nó có 1 chấm mà. Con này là con cá mái hay gì rồi các bạn ơi, nhìn từ cái điện thoại nhìn lên thì thấy là có 1 chấm mà. Ừ đúng rồi, rồi xác định với các bạn luôn, con này là con cá mái nha. Tại sao con cá mái nhiều khi tôi thấy nhiều khi nó còn đậm hơn cá trống nữa, không hiểu luôn. Có những cái con nó lại vậy đó các bạn, và cũng có những con thì nó màu nó cũng nhợt hơn. Nói chung là cũng tùy con nữa, nhưng mà mình nhìn hậu môn á là mình chắc chắn được cỡ khoảng trên 90% là mình biết nó được chống mái nha các bạn. Con này thì cái size nó còn lớn nữa các bạn, chứ không phải nó cỡ này thôi đâu. Nhưng mà để đạt được cái size mà nó bự hơn nữa thì mình còn phải có một cái thời gian mà Đạt nghĩ là không có thể nào mà ngắn được đâu các bạn. Đây là 2 chú rùa rất là baby luôn các bạn ơi. Đạt sẽ bỏ những cái chú rùa ở bên đây nha. Nghe nói đâu đây là rùa đá nha các bạn, những con rùa đá nha. Size này Đạt nghĩ là size mới đẻ hay sao mà nó khá là bé luôn nè. Để bây giờ thì Đạt sẽ chuẩn bị cho nó một cái chỗ để Đạt nuôi nó nha các bạn. Đây là một cái hồ kính 27:9:12 các bạn. Nó cũng khá là bé nhưng mà con rùa nó còn bé hơn nữa. Tôi nghĩ là tôi nuôi một cái con rùa, 2 con rùa trong đây thì rất là dư sức luôn nha. Cho nên là bây giờ tôi sẽ múc một miếng nước trong cái lu này rồi tôi nuôi rùa nha các bạn. Rồi, tôi bắt rùa tôi thả vô nha. Bây giờ mình sẽ thả chú rùa này vô trong cái hồ kính mà mình vừa mới chuẩn bị. Mình sẽ thả vô đây nha. Còn đây là cái tấm mút của cái điện thoại nha các bạn. Tấm mút này thì mình sẽ bỏ vô đây luôn nha. Để khi nào mà nó cảm giác nó thấy nó tắm đủ rồi thì nó sẽ lên đây nó để ráo người nha các bạn. Rồi, đây là con thứ hai nha. Không biết cái bạn này bạn
gửi cho mình cái này là không biết phải một cặp cho không hay là hai con đực hết hay là một con đực con mái. Khi mà mình nuôi rùa đá thì mình để nước phân nửa cái mình đó thôi. Loài rùa này thì ăn tạp nha các bạn. Thì đó, ăn tạp thì các bạn cũng biết rồi đó, cái gì nó cũng ăn hết trơn á. Mình nghĩ là nó sẽ ăn được những cái loài cá nhỏ và những cái con tép. Trên mạng thì người ta nói là cái con rùa đá này tuổi thọ nó 80 năm. Wow, một cái con số phải nó gọi là rất là khổng lồ luôn các bạn. Nhưng mà mình nghĩ là mình không thể nào mà có thể nào mà làm được tới chừng đó đâu các bạn. Cái con rùa này cũng giống như những cái con cá beta hay là những cái con cá khác cũng vậy. Khi mà nó mới về thì nó còn khá là mệt nên mình sẽ không cho ăn nha các bạn. Và mình sẽ để nó đến ngày mai thì mình mới cho nó ăn. Và bữa sau thì Đạt sẽ quay lại cho các bạn xem nó ăn như thế nào nha. Alo. Alo. Anh nghe nè em. Cá về chưa anh? À, cá mới về chiều luôn mà anh quên báo em rồi. À, nói chung cá khỏe ok lắm em. Dạ. À, rùa thì cũng ok lắm. Hình như em gửi cho anh là cái con rùa gì ta? Rùa đá. À, rùa đá ha. À, nói chung thì anh nhận rồi thì thấy nó cũng ok lắm. Rồi thì sáng mai thì anh sẽ đóng cá lóc anh gửi lại cho em ha. Dạ ok em. À, tới nơi thì em nhận thôi chứ em không có cần phải trả gì hết. Nói chung có qua có lại ha. Giao lưu với nhau ha em. Dạ ok. Rồi ok em. À có gì nghe cầm máy giữ máy nghe nhiều khi shipper gọi nha. Tại vì anh gửi là qua bữa sau là tới liền á, cũng gần mà. Dạ. Rồi ok rồi anh cảm ơn em nhiều nha. Dạ. Ủa mà em ơi cái con cá gì đó, con cá sấu hoa tiễn đó em, cái con cá đó là cá sấu hoa tiễn gì vậy, loại gì vậy? Chưa em hỏi ông bán, ông nói là cá sấu hoa tiễn bông gì đó anh. Hoa tiễn bông hả? Cái con này nó có lớn nữa không em hay là nó cái cỡ này thôi, nó lớn lâu không? Em cũng không biết nữa, em cũng cạnh chắc nó cũng có lớn nữa. Mà nó ăn cái gì vậy em? Nó kiểu như săn mồi, nó ăn mấy con chép mồi nhỏ nhỏ đâu anh. À, nó có ăn trùng chỉ hay là sâu gì không ta? Cái đó em không biết. À, rồi ok, rồi anh cảm ơn nhiều nha. Rồi, bye bye em nha. Dạ em bye em. Dạ rồi. Hiện tại là 8:26 sáng nha các bạn. Và hôm nay thì tôi sẽ cùng với chú Ba Ghét sẽ đi qua bên thành phố Vĩnh Long để lượm cái hồ kính về các bạn ơi. Thì cái hồ kính này nó không phải một hồ mà nó là 12 cái hồ lận, nó rất là nhiều. Nên là tôi không thể nào mà tôi chở hết về một lượt được các bạn. Nên là tôi phải cần chú Ba Ghét chú chở hết. Thì tất nhiên là khi mà mướn Ba Ghét thì mình sẽ rất là tốn nhiều tiền các bạn. Nhưng mà hà tốn một chút xíu đi, nhưng mà đỡ mất thời gian của mình hơn rất là nhiều. Mỗi một lần mình đi qua phà hết vậy là hết 8 cành các bạn. Đi qua đi lại là 8 cành. Thì các bạn nghĩ đi, nếu mà đi kiểu đó thì chắc tôi nghĩ đi 4 quận thì nó bao nhiêu rồi. 4 × 8 = 32 là hết là 32.000 rồi các bạn. Thì nó nói chung là nó còn xăng xe này kia nữa, nói chung rất là cực luôn. Nên là mình đã mướn chú Ba Ghét 250 cành các bạn. À, thì nó cũng nhẹ chi phí hơn, nói chung là nó cũng đỡ cực hơn cho mình, nhưng mà đổi lại cái là mình hơi tốn kém chút xíu thôi. Thì hôm nay đó mình qua bển mình lấy tới tận cái 12 cái hồ kính và một cái kệ để đựng á các bạn. Mà cái này là cái cũ chứ không phải cái mới nữa. Mà bây giờ hiện tại là bây giờ mình cần phải là tranh thủ. Hiện tại là 8:27 luôn rồi, nãy giờ mình lo nói chuyện là 8:27 rồi, hơn một phút rồi. Bây giờ nói chung là mình sẽ cho cái ăn này kia nhanh hết sức có thể để mà có thể là tranh thủ để đi qua bên chợ để lấy hồ kiến về nha. Tuy nó là hồ cũ thôi nhưng mà nó thật sự nó cũ thiệt nha các bạn. Sáng sớm mà Đạt thấy con ngân long của Đạt nó nằm đáy thì Đạt thấy có điềm rồi đó các bạn ơi. Cho nên là hôm nay là Đạt sẽ rút bớt nước lại nha. Đạt thấy nó thảm gà nó hơi bị nằm đáy, là nghĩ là nó đã có vấn đề rồi đó. Nên là bây giờ Đạt đã rút nước bớt lại nè các bạn ơi. Hồi nãy là nó nằm ở dưới đây luôn rồi các bạn, chứ không phải là nó bơi gì đâu, nó nằm luôn á. Tôi coi nước có lạnh không nha, cũng không lạnh lắm nha, mà tại sao tôi không hiểu. Tôi không nghe đâu có hai nước đâu các bạn, từ cái lúc mà tôi bỏ nó vô tới giờ tôi không có hai nước luôn á. Mà tôi không hiểu sao nó hơi nằm đáy nha. Tôi đang hút cặn ra nè các bạn, hút bớt ra bớt quá. Mà ngặt cái mấy cái cặn này nó không hút ra được trời. Ở đây cái nó bị nghẹt rồi. Bây giờ thấy nó bình thường chứ nãy nó thấy nó nằm luôn á các bạn. Đó. Các bạn thấy chưa? Tôi giờ tôi đi lấy chai Luca tới nè, các bạn thấy không? Nó nằm đấy. Cái con này nó không có nằm.
Mà tại sao nó lại nằm? Bởi vậy bây giờ phải dùng thuốc thôi. Chứ bây giờ tôi thấy là nó nằm mà thấy cũng khá là nguy hiểm rồi các bạn ơi. Bây giờ ở đây thì nó có hai chai Blue Sky. Cái chai này là một giọt, chai nhỏ này nè là một giọt cho 2 lít nước. Còn chai này là một giọt cho 10 lít nước á. Nhưng mà cái hồ này bự lắm. Bởi vậy cho nên là tôi phải xài cái chai 10 lít nước này nè. Cái chai Blue Sky 3 số 9 thôi. Chứ xài cái chai này thì nó rất là hao các bạn. Cho nên là tôi xài cái chai bự này nha, chai này nha. Giờ tôi sẽ mở cái chai này ra. Tôi không biết được là cái hồ này nó bao nhiêu lít nước hết. Nhưng mà tôi sẽ thử nhỏ vô trước một giọt nha. Cái chắc chắn là cái này là sẽ hơn 10 lít nước nha các bạn. Nhưng mà mình nhỏ trước vô một giọt coi như thế nào rồi mình tính tiếp. Thì mình sẽ để nó ở đây coi tới chiều như thế nào nha các bạn. Chứ bây giờ thì mình cũng không có nói trước được cái gì hết trơn á. Nước á thì mình có hột tay vô rồi thì mình thấy không có lạnh nha các bạn ơi. Thấy nó cũng bình thường lắm. Nhưng mà không hiểu sao hình như nó bị nấm hay là nó bị gì ta. Để chiều mình quay lại mình xem coi như thế nào nha. Đây là những cái con tép mà tôi vừa mới lột nha. Bây giờ tôi sẽ cho cá ăn nha các bạn. Nhanh dữ vậy ta. Tối hôm qua thì các bạn đến nói với tôi cái con này thì nó chỉ ăn cá mòi thôi. Tép thì tôi không biết nó có ăn không nữa. Để tôi thử, tôi hãy vô coi nó ăn không nha. Nếu mà nó không ăn thì tôi sẽ lụm ra. Tại vì vậy, nếu mà để gì không thì nó sẽ hư nước nha các bạn. Rồi, để xuống nè. Thì nó không ăn luôn á. Nếu mà nó không ăn thì mình sẽ cho cá lóc ăn nha. Mình vừa bật cái đèn cho nó sáng các bạn ơi. Giờ cho cá lóc ăn nha. Đây là hai con rùa và hôm nay thì mình sẽ cho nó ăn nha các bạn. Để nó vào một cái chỗ nó sáng sáng xíu khi nó ăn nó có hấp thụ canxi này kia của ánh nắng này kia nữa chứ. Lần đầu tiên mà mình cho mấy con này ăn không biết thì nó có ăn tép không các bạn. Rồi rớt rồi. Ôi giời ơi ăn dơ xíu nha. Nó ăn rồi các bạn ơi. Có vẻ là miếng mồi nó rất là bự so với cái miệng của nó nên là nó xé ra. Nó phải xé ra nó ăn nha các bạn. Chứ nó không thể nào nó nuốt trọng được nha. Cái con kia đang thấy cái con này đang ăn nên là nó đang đi theo để nó xin một miếng các bạn. Hôm qua thì mình thấy con cá này nó lạ lạ lắm rồi các bạn ơi. Tôi thấy nó tự nhiên nó hơi trắng trắng, nó ngã ngã kỳ lắm. Tôi cứ nghĩ là nó như thế nào, tôi không nghĩ là nó sẽ bị như thế này luôn. Mà hôm nay nó đi luôn rồi các bạn. Trời ơi, 300 mấy chục cành của tôi. Hôm qua thấy nó nhợt nhợt, tưởng nó không sao. Cũng thấy nó lạ lạ mà không nghĩ là nó như vậy đâu. Mà hôm nay nó vậy luôn rồi. Ôi, xong phim luôn. Còn con nào ở đâu khác. Sẽ lấy một cái thùng xốp nha. Để sẽ đựng mấy cái hồ kiến nha các bạn.
À, thì trước mắt thì anh sẽ lấy một cái thôi. Qua bển thì anh sẽ có những cái thùng xốp khác nữa để anh bỏ vô cho mình. Thậm chí là có 12 cái thì đáng lẽ ra phải có tới 3 cái như thế này, nhưng mà cái bự như thế này thì mình chỉ có một cái thôi các bạn, không có đủ. Nên là qua bển đi thì ảnh có thì ảnh bỏ vô cho mình nha. Còn mấy cái thùng xốp kia các bạn đang thấy là không phải thùng xốp của mình đâu, mà thùng xốp này là mình để bán chứ không có, không phải để mình nuôi cá nha các bạn. Nên là các bạn cũng phải hiểu cho mình nha. Chú bây giờ cái này con để lên trên đó ha. Dạ dạ. Nó bay không chú? Dạ dạ. Chắc dữ vậy. Chú có đem dây gàng gì không chú? À. À, cái này con chở hồ kiến ở bển người ta có bỏ trong thùng xốp rồi chở về chắc bình thường á chú, nó sốc nó không sao đâu ha. Dạ dạ. Thôi mình đi chú ơi. Dạ dạ. Dài như cộng như không? Dạ nó nhỏ xíu rồi chú, có cái kệ là nó là kệ sắt vơi lỗ chứ không phải sắt kia, nó cũng nhẹ lắm chú. Dạ. Nó cầu Tân Hữu mới chú biết không? Chạy trước đi rồi, chạy theo. Dạ 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 rồi con cảm ơn. Con chạy trước hả chú? Dạ. Nặng không thì chuyên ra được không? Dạ được cái chú. Thôi mà cứ chạy vô đi cho dễ chú ơi. Màu kính em nhà sao gì vậy? À, ở bên hông ha. Cái này là mình ginh ra hay là mình chất vô ta? Chất vô mình ginh ra hay sao? Dạ. À. Khác thiệt luôn anh. Trà nó mới hả? À, còn mấy cái cặn trắng trắng này là cặn canxi mình trà. Không, hình như thấy nó có bán cái chai gì á. À. Rút bằng cái là nó sạch hết à. Giờ mình lấy chanh mình trà nó ra anh ta. Chắc không đâu ha. Dạ. Dạ. Yeah. Tại mà hồ kính mà để lâu, hồ kính nào vậy gì để lâu là nó tự đóng cặn à. Dạ. Yeah. Rồi bây giờ mình để vô sao anh? Thì chắc lên xe rồi lót. Nè, không sao nhấc đi nè. Dạ. Yeah. Mà nghỉ nuôi rồi, lâu rồi. Sao vậy anh? Sao ốp game vậy? Ốp game sớm vậy? Cá xuống giá nghỉ chứ sao? Dạ, hồi trước anh nuôi cá gì? Bể màu. Bể màu ha. À. Nghỉ rồi, chứ lâu rồi. Giờ phiên mấy cái hồng kiến ra trước. Dạ. Em có đem một cái thùng xốp để em lấy rồi bỏ chất vô không? Nhóc nè, đó. Dạ, dạ, dạ. Lấy dạ. Nào lấy được. Em lấy thùng xốp của em qua cái. Dạ. Dạ đúng rồi. Xin nghe để lấy lên chứ. Bỏ xe đi rồi lót, xốp vô á. Là chồng của bên đâu. Rồi khiêng ra đây coi thử rồi tính. Dạ dạ dạ. Nặng dữ trời. Dạ cũng ít. Ngon rồi. Mình xót để lấy một thêm. Vậy chắc sóc cũng không có vấn đề gì đó chú. Mấy cái này là bao gỉ luôn á anh. Mấy cái này là bao gỉ luôn ha. Bao gỉ luôn. Đã chơi mà, nè lấy cái này dạ. Không cho nè. Dạ, lấy chứ anh. Cho lấy. Tại đi làm người bỏ mấy cá này nó nhắc tội nghiệp quá thôi nghỉ luôn. Dạ. Cái này có thùng mới kìa nè. Ở nóc luôn hả? Bóp rồi đó.
Tượng với Hiểu không? Dạ đúng rồi. Ủa anh là cái gì với anh Tượng? Dạ cá đó. Dạ. Bỏ đây đi rồi, phiên lên. Xong bỏ này nè, phiên lên. Cắp đi rồi, xong phiên lên. Dạ cũng ít anh, chủ yếu là em quay YouTube thôi à. Anh làm đi em quay nha. Chú hồi mình có gàn dây gì không chú? Dạ. Quay cho mấy nhánh nó đi tốt luôn. Hello đi, hello đi. Để lên gọn khô quá. Phải công nhận là chú này chạy mình mát lòng mát dạ ghê luôn á các bạn. Những cái chỗ nào mà nó dằn á thì chú đều chạy chậm lại á. Các bạn để ý các bạn sẽ thấy nè. Đó, các bạn thấy không? Chú sẽ chạy chậm lại, khúc nào mà nó dằn dằn quá chú sẽ chạy chậm lại. Hay quá. Cái này xứng đáng là phải thưởng thêm các bạn. Nhưng mà mình nghèo quá các bạn ơi. Hên quá luôn, mình vừa kịp phà luôn các bạn. Mình với chú vừa kịp phà, mình cứ tưởng là mình bị kẹt lại không à. Cuối cùng cũng được về luôn nha các bạn. Công nhận hôm nay đi sớm về sớm ghê luôn á. Rồi thì bây giờ mình cũng đã đem cái kệ và mấy cái hồ vô hết rồi. Thì chú Ba Gác nó cũng về luôn rồi các bạn ơi. À, thì bây giờ Đạt sẽ lấy cái tấm giấy nhám á, là sẽ chà bớt đi các bạn. Tại vì các bạn thấy không, ở đây nó có rỉ sét rất là nhiều luôn. Và nói chung là rỉ sét nè. Mà cái này thì anh nói là lúc trước nuôi cá rồi nước nó vô quá các bạn. Rồi nó sét rất là nhiều ở đây ha. Rồi thì mấy cái chân này thì nó cũng sét nhiều nè. Đó, cái này thì mình sẽ chà đi rồi mình xịt sơn chống sét lên nha các bạn. Trước tiên là mình sẽ tháo hết mấy cái vàng này ra nha. Chứ mấy cái này không có xài nữa đâu các bạn ơi. Có gì mình đi dây thì mình sẽ đi dây khác nha. Chứ mấy cái này thì mình sẽ bỏ hết. Đi dây. Cái đèn của này cũng vậy luôn nè các bạn. Chắc tôi nghĩ cũng không xài được đâu. Nên là tôi sẽ bỏ ra luôn nha. Quan trọng nhất là cái khung này thôi.